Hi, chào mừng các bạn đến với channel của PC Girls. Trước đây mình chỉ dùng các sản phẩm của Hàn, Nhật hoặc Âu Mỹ, nhưng mà hôm nay mình sẽ có một trải nghiệm lần đầu sử dụng mỹ phẩm nội địa Trung. Và trên tay mình đây là hai sản phẩm sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay. Ten! Đây là một set son có tên TTX Cameron Non-Stick Cup Velvet Smart Gray và bản phấn mắt 9 màu có tên CCI Heji Starlight Colorful Shadow. Dạo gần đây các sản phẩm mỹ phẩm nội địa Trung đang khá hot bởi giá thành khá rẻ mà bao bì cũng rất ổn, nên mình đã quyết định làm một video để thử sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên là hộp phấn mắt CC này, và ngoài em ý khá lung linh với nhũ màu ombre, mình sẽ test cả 9 màu lên cánh tay, sau đó chúng ta sẽ thử lên mắt nhé. Bằng mắt này có tông màu thiên về tông đất trầm với một ô nhũ to và ba màu của ánh nhũ. Nhưng mình thấy ô nhũ to không được đẹp lắm vì hạt nhũ hơi thô, còn các màu khác chất phấn khá là mịn, lên màu khá tốt. Chúng ta cùng thử make up trên mắt nha. Đầu tiên sẽ làm màu da lên toàn vùng mắt, sau đó mình sẽ dùng màu cam đất lên phần mí mắt và màu đỏ đất nhấn lên vùng đuôi mắt và đầu mắt. Để hoàn thành phần make up mắt hôm nay, mình sẽ dùng kẻ mắt của Caradium và mascara của Candy Lab. Mình thấy chất lượng của em này như vậy là khá ổn so với mức giá chưa tới 100k như vậy. Điểm trừ lớn nhất của ô nhũ còn lại không có gì quá đáng kể. Sản phẩm tiếp theo là set son TTX. Set son gồm 4 màu son, mỗi màu lại là một màu vỏ khác nhau theo tông pastel khá xinh xẻo. Tên son là Macaron nên concept màu khá phù hợp. Tuy nhiên chất nhựa làm vỏ son trông khá là rẻ tiền. Nếu như em này mà là nhựa mờ với chất liệu sờ mịn mịn nhung nhung thì mình đảm bảo là đẹp khỏi bàn. Cùng swatch với mình nhé. Màu 01 đỏ hồng đậm. Màu này không quá khó dùng, nhưng bạn nào không thích các màu son có ánh hồng thì sẽ không thích màu này lắm. Những tông như thế này mình khuyên các bạn nên đánh lòng môi hơn là phun môi, vì phun môi sẽ trông sẽ hơi bị già đó. Chất son không đặc cũng không quá lỏng, khá dễ tán và nhanh khô. Apply sau khoảng 10 giây là son đã set màu, và sau khi set lại son sẽ khô luôn, nên các bạn chú ý là tán thật nhanh trước khi son khô lại nhé. Tiếp theo là màu 02 đỏ cam đào. Màu này thì mình thấy không thích lắm vì nó hơi làm xịt men răng. Chất son sau khi khô lại khi bạn môi sẽ bị dính môi. Trước mình dùng son kem của Iskin cũng có hiện tượng như thế này, nhưng mà không bị đến cái mức nhiều đến thế. Có lẽ bởi đây là chất son kem lì chứ không phải là velvet, mà chất son này rất dễ làm lộ vân môi. Vì vậy nên bạn nào nhiều vân môi thì mình khuyên là không nên dùng, hoặc là nếu như có dùng thì dùng màu tối để đỡ lộ hơn nhé. Chất son khá là chán, nếu sau khi set màu bạn bạm môi sẽ có tình trạng màu son xê dịch cả mảng. Màu 03 hồng baby. Màu son này mình phải nói thật là không đẹp một chút nào, màu quá sáng còn hơi neon nên rất khó sử dụng luôn. Màu son sáng như thế này nếu bạn tán không đều sẽ bị lộ từng vết màu trên môi luôn đó. Nếu đánh lòng môi thì sẽ trông đỡ hơn một chút nha. Son có mùi rất nhẹ, hầu như không ngửi, nên các bạn nhạy cảm về mùi có thể yên tâm nhé. Cọ son vát nhẹ cũng khá dễ sử dụng và phiền môi. Đáy son có in ký tự màu son và tên màu bằng tiếng Trung, nhưng màu sticker thì không liên quan gì tới màu son luôn. Cuối cùng là màu 04, màu đỏ rượu vang trầm hơi có ánh tím. Màu này mình thấy khá đẹp nhưng sẽ hợp với tiết trời lạnh của mùa đông hơn là mùa hè. Sắc son này nếu đánh phun môi sẽ rất hợp với party đêm vì nhìn quyền lực lắm luôn.
Son sau khi khô lại sẽ hầu như không dây ra đâu, nên tên sản phẩm có thêm non-stick cup nữa, nghĩa là không dính ra cốc. Tuy nhiên nếu ăn uống có dầu mỡ thì son vẫn sẽ trôi, và với chất son như thế này thì sẽ bị trôi sạch và còn lại cái viền môi thôi. Nên là bạn nào dùng khi đi ăn uống thì cẩn thận nhé. Nhưng chất son này có ưu điểm là tẩy trang rất dễ và không làm môi bị khô rát hay đau nha. Vậy là mình đã squash xong hai sản phẩm nội địa chung của hôm nay rồi. So với set son thì mình thấy phấn mắt có vẻ chất lượng ổn hơn. Set son 4 màu có giá 140k. Tuy nhiên chỉ có 1 đến 2 màu là dễ dùng thôi. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại một like và một subscribe để chúng mình tiếp tục tìm kiếm những sản phẩm mới và review cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye!